Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sắp mưa rồi, sai người đưa ô cho Trương Thái Thú đi. Trương Sung, ngươi không sai. Sung kinh sợ. Uy Vũ Công biện tiêu vô cùng ngạo mạn, quay trời bằng vung, có được một câu tán thưởng của ngài ấy, đó là chuyện trước nay chưa từng có. Hơn nữa, Uy Vũ Công đang giữ chức đô đốc Diễm Châu, quyền phát ngôn rất lớn, có thể được ngài ấy tán thưởng là tin tức vô cùng tốt. Tránh ra. Phụ thân, người làm như thế này cũng là vì chính sách mới, vì vương tộc Linh Thị mà thôi. Sao phải làm bản thân thảm như thế này chứ? Ấu chỉ, nếu ngươi nói đạo lý, nói đúng sai với chủ quân, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể nào xuất đầu được. Trận chiến giành đảo Kim Sơn, Tấn Hải Bá Tước Phủ, Tịnh An Bá Tước Phủ, Lan Sơn Tử Tước Phủ, bọn họ mới là người được lợi. Vì sao bọn họ ở bên kia uống rượu mừng, cha lại phải ở đây chịu tội? Đồng bọn không vô năng, sao thể hiện được sự lợi hại của con đường? Đi ngay đi, đừng nải nhải nữa, dính một chút, dính mưa một ngày cũng không chết được. Trường Săn Nộ Giang, địa điểm thi đấu thứ ba. Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi kiểm tra xem, dấu sáp và giấy niêm phong chiếc hộp có dấu vết bị tổn hại hay không? Không có bất kỳ tổn hại gì. Không có bất kỳ tổn hại gì. Nếu đã như thế, ta sẽ xé giấy niêm phong mở hộp ra. Hai vị mời đọc đề. Câu 1 đề sách luận, luận về hình phạt, phần thưởng và lòng trung thành. Câu 2 lấy chủ đề là Huyền Vũ là một bài thơ. Nếu là các câu hỏi mình am hiểu, cho dù là cầm đi tham gia điện thí, mình cũng có thể lấy danh hiệu thám hoa lần nữa, thậm chí là bảng nhãn. So với làm của mình với Kim Mộc Thông, quả thực là làm xấu thân phận của mình. Đây sao lại không giống như là câu hỏi của tỷ phu? Không đúng, đây không phải là hai đề mà tối qua tỷ phu nhắc mình. Tỷ phu không thể nào sai được, với ngấy nói sẽ thì, vậy thì nhất định sẽ thi. Xong rồi, xong rồi. Bây giờ mình còn nghịch thiên kiểu gì nữa? Làm thế nào để diệt Đường Duẫn đây? Mình chắc chắn sẽ bị hắn nghiền nát thành cặn bã. Trận chiến đảo Kim Sơn sẽ thua trong tay mình hay sao? Ê, tên ngốc này bị câu hỏi dọa sợ rồi sao? Không đúng. Đề bài này hình như mình có ấn tượng. Đây là đề bài mà trước kia tỷ phu đem đi thế chấp. Để thế chấp đề thi, Thẩm Lãng truyền hết những cuốn sách, những câu nói mà quốc quân Ninh Nguyên hiến thích, thói quen, tính cách vào trong trí não. Hắn thành công tạo ra một hình mẫu nhân vật thông minh, cực đoan lại hà khắc vô tình ở trong trí não. Mà một trong các đề mục trí não suy đoán là chính là luận trưởng phạt, luận thưởng phạt trung hậu. Đề bài này muốn nói về quan hệ biện chứng giữa lòng trung hậu và thưởng phạt. Tên rùa bá tước không dám bành trướng cũng không dám cựa quậy như là Kim Trác, cũng xứng lấy danh thiên chi tứ linh, thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Còn về bài thơ Huyền Vũ này, chính là Nguyên Nguyện. Linh Nguyên Nguyễn đang châm biếm Huyền Vũ Bá Tước Phổ là một con rùa không dám cựa mình. Phân tích của trí não với quốc quân ăn sâu vào xương, quả là đã đoán đúng đề bài. Tỷ phu, huynh đáng ghét quá, lại chơi đệ, suýt nữa thì dọa chết đệ rồi. Ơi, ta sống rồi, ta sống rồi.
Đường Duẫn, ngươi đợi đó cho ta, ta sẽ yếp ngươi ra bã. Thời gian trả lời dài 3 canh giờ, ngươi không phận sự hãy rời khỏi nơi thi đấu. Trận chiến đảo Kim Sơn, trận văn võ thứ 3 bắt đầu. Tên ngốc này đã bắt đầu viết rồi, ít nhất cũng phải suy nghĩ rồi hãy viết chứ. Xem ra lần này Huyền Vũ Bá Tước Phủ thua thật rồi. Đề bài cũng chưa nhìn rõ, đã bắt đầu viết linh tinh rồi, đúng là phế vật. Hôm nay, Đường gia ta chắc chắn là thắng. Một khắc sau. Nhanh như thế đã viết xong sách luận rồi. Ẩu tả, cho dù là chép cũng không viết nhanh như thế được. Thời gian thi là 3 canh giờ, cũng có nghĩa là 6 tiếng, mà Đường Duẫn suy nghĩ cả một canh giờ mới bắt đầu động bút. Kim Mộc Thông, tên phế vật không bằng rác rưởi nhà người, vậy mà còn có thể thi đấu với ta sao? Ngươi dựa vào thẩm não, biết cái gì mà phong nguyệt vô biên, không phải chỉ là con rùa nhặng ăn rác rưởi hay sao? Ta phải để ngươi và thẩm não nhận thức được, thế nào mới là tài hoa thật sự? Tuyệt, quá tuyệt vời! Có thể viết ra bài văn vừa ưu nhã vừa sâu sắc như này. Đến mình cũng thấy phục bản thân của mình nữa. Nếu như lúc luyện thí mình có trạng thái này, có bài văn này, nào chỉ là thám hòa, trạng thái nguyên, trạng nguyên còn đến tay mình nữa nào. Không tồi không tồi, không hổ là thám hoa Việt quốc luyện thí, bút nhược Hàn quân. Hoàn thành. Tự kiểm tra lại 3 lần. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Mình quá, mình của quá khứ, mình của sau này, đều không viết ra được bài văn hoàn mỹ thế này. Ba vị đại nhân, Đường Duẫn nộp bài. Được, nuôi xuống đi. Kim Mộc Thông, ngươi thua ta, đấy chính là phúc của ngươi. Tỷ phu nói rồi, không được nộp bài sớm. Nhưng mà, chạm trổ từng chữ thế này, mỗi dấu câu, dấu cách đều phải chú ý, đúng là thú vị mà. Một khắc sau, hoàn thành rồi, sảng khoái quá, nghiện quá, giống hệt như là khi nhìn thấy bức tranh mà tỷ phu vẽ. Tên Đường Duẫn kia vậy mà đã đi thôi. Vậy mình cũng đi thôi. Kim Mộc Thông nộp bài. Ai, tiểu tử này cũng biết bản thân không được, không đọ được với Đường Duẫn nhỉ. Biết Kim gia bại vì hắn, biết Kim gia bại vì hắn đúng là bi ai. Văn chiến kết thúc, vào đi. Thái giám phụ trách sao chép trong triều đình. Tấn Hải, Huyền Vũ, hai người các ngươi chỉ định một thái giám sao chép một bản thơ của hai vị thế tử, sau đó ghi tên, cuối cùng giao cho bọn ta chấm điểm. Vâng, để cho công bằng, bản thảo của văn chiến sẽ được sao chép một lần, để che đi vết tích và niêm phong tên thí sinh, để tránh cho giám khảo gian lận. Thái giám sao chép bài của Đường Duẫn, sau đó mới đến bài của Kim Mộc Thông. Huyền Vũ Bá, bài của con trai ngươi sẽ tệ như thế nào chứ? Có phải là hoàn toàn không nhìn nổi hay không? Đúng là làm khó vị công tử này, công công này thôi. Bài văn nát như thế còn phải cặm cụi chép, đúng là chỉ có thể nhắm mắt chịu trận.